Xin chào các bạn đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và lại tiếp tục một chuỗi các cái chuỗi video mà dành cho đánh giá review xe đạp dành cho các bác mới chơi xe. Thì tiếp tục em lại làm clip đánh giá ngẫu nhiên tất cả các cái xe tại trang chợtốt.com, là những cái xe mà do người dùng bán hoặc là có thể là do các cửa hàng bán, thì có nên mua hay không, đắt hay rẻ, hay là loại này như thế nào. Thì mời các bác xem video, và các bác những video này chỉ dành cho các bác mới tìm hiểu về xe đạp thể thao, còn các bác mà chơi lâu rồi thì có thể bỏ qua video này bởi vì những kiến thức này rất là cơ bản. Vâng, và bây giờ em sẽ tiếp tục video và em quay màn hình để cho các bác nhìn chi tiết nhất có thể. Vâng, các bác có thể nhìn thấy đây là trang chợ tốt bán xe, mục xe đạp, mục xe đạp thể thao đó. Em đi từ dưới lên đi, hôm nọ đi từ trên xuống, giờ đi từ dưới lên rồi. Tiếp ra đầu tiên là xe đạp đua hiệu Chinix R800 Group Garage, để xem nào. 7.8 cơ. Phút Chuvati cũng là khá là ok đây. Meyer Zoytech, Techo, Đồ Calazit, Lên Velo. Chuyển nhà cần bán cuộc Chinix thì các bác cứ search này, cái Chinix 8000 này, tìm vào Google. Đấy, bán mới vào kìa. Mới 98%. Đùi đĩa Calazit. Ôi. Mới là 8.7, bán cũ là 7.8, chênh có 900.000, thôi tốt nhất là lên mua mới các bạn. Con thứ hai là con Escape R3, giá là 5 triệu. Gian size XXS là siêu nhỏ, dành cho các bác cao khoảng trên dưới 1m6. Dưới 1m6 thì đúng hơn. XX là siêu, S là small là nhỏ, X là extra là siêu. Siêu nhỏ. Phù hợp với chiều cao từ 1m55, 1m65 rồi, xe đã dọn sạch sẽ, về đạp thôi nhé. Cấu hình các bác xem xe rồi. Em xem xe là. Về phần sơn thì khá đẹp đây, đùi đĩa còn đẹp. Nếu mà nói với xe Nhật bãi thì chiếc này thì khá là đẹp rồi. Đề ăn tốt mà hơi xước thì nói chung xe Nhật bãi thì em đã có clip rồi. Người ta là vất ra bãi rồi thì không thể tránh khỏi những cái xước sát này được. Cái này là còn đẹp ấy, này còn khá đẹp ấy. Clip thì trông đây cũng khá ok. Gạt này, đùi đĩa đẹp, nói chung là đẹp đấy. Đời 2015 đúng không ạ? Tức là ở đây không phải là đời 2015 mà có thể người ta bán ra cái năm mà người ta đăng ký với công an là năm 2015. Đấy, chứ còn không phải là cái xe này sản xuất đời 2015. Sản xuất khoảng nhiều năm trước thì có thể. Sơn khá đẹp luôn. À đây. Cái này là đáng lưu ý này. Cái tay này là nếu mà các bác mà có điều kiện xem xe trực tiếp là phải xem thật kỹ cái tay này nhé, bởi vì là dàn kép là theo em thì không có cái đời nào nó có cái tay bấm dạng như này cả. Mà dàn kép thì nó có hai dòng, một dòng là tay vặn và một dòng là tay bấm, nhưng mà nó là tay bấm hình khác thôi. Cái tay này thì khả năng cao là được thay từ tay vặn sang tay bấm. Đấy, khả năng cao thôi nhá, thì các bác có phải xem cái tay này có phải chính hãng không. Nếu tay mà chính hãng thì cái dấu ở dưới lóc đáy này, ở bên dưới này là nó dập chìm cơ, chứ không phải nó dán tem đâu nhá. Nếu mà dán tem mà nhìn nó dại là cái xe này đã được lên đời từ một chiếc tay vặn sang một chiếc tay bấm xả, thì cái xe này chủ yếu cái đôi tay này nếu mà không thay cái tay đẻo vào hơn 100.000 một đôi ấy, thì nó rất nhanh hỏng. Bấm mấy lần này, mấy cái cần này, cái cần chuyển số này là nó trượt ngay, hỏng ngay. Đấy, cái quan trọng nhất cái tay này xem là có phải chuẩn không, thì nói chung là giá này là mua được, phanh còn đẹp, 5 triệu. Đấy, mua được. Ok, tầm đấy là hợp lý. Nhưng mà phải
cái tay ấy, cái tay là phải chuẩn. Em có cái tay không? À, không biết là có phải là zin theo xe không? Tiếp theo, được tặng không sử dụng BNC ý 27.3. BNC ý 15 triệu, được tặng không sử dụng vành 27.5. Shimano XT 30 tốc độ, phanh dầu, thụt dầu có khóa, hành trình giảm sóc. Còn nguyên mã vạch. DR XT có cả BNC rồi tem code như thế này thì BNC giáp. Giáp là da AB. Nói chung là con này thì 15 triệu thì nói sao nhỉ? Tùy các bác thích thì các bác mua, vì BNC thì ở Việt Nam cũng khá chọn, khá là chuộng. Đấy. Còn với em, cửa hàng mà em có con này thì em không bán đến cái mức giá này, rẻ hơn bao nhiêu thì bao giờ có hay không, không có. Nói chung là cao, em không bình luận được con này. Xe đạp 650, nhà chặt bán xe đạp, xe này là xe Trung Quốc chắc chắn rồi, có mỗi ảnh thôi. À, con này là khung sắt các bác nhá. Tại sao biết khung sắt đây này, các bác nhìn là cái mối hàn ở đuôi này, đấy, cái mối hàn đuôi nó nhỏ xíu vậy, mà cái thanh đuôi này nó mỏng teng như này là khung sắt nhá. Nhìn cái mối hàn này thấy là nó nhỏ nhỏ xíu, nó nhỏ chỉ bằng lửa cái đầu đũa thôi, là mối hàn sắt. Cái càng là sau đó lại là con này là xe Trung Quốc mà Trung Quốc đẻo luôn ấy. 600 nghìn thì cũng gọi là tầm 500-600 là mua được, mua về đạp chơi cho học sinh nó đi, mấy cháu học sinh đi. Rồi tiếp theo xe đạp Fikir Trung Quốc đẻo rồi, khỏi nói. 800 thì thả các bác mua mới thì hơn, mới nó cũng có triệu mấy vào. Đây, xe đạp này 800 cao, con này chỉ 500. Tiếp theo, cần ra đi em này xinh đẹp hàng bãi Nhật. Xem là cái gì hàng bãi Nhật, An Cốt mà có đòi làm hàng bãi Nhật rồi. An Cốt là đặt tại sản xuất tại Trung Quốc mà, hàng bãi Nhật gì rồi, mà lại còn 6 triệu rưỡi chứ, khung sắt chứ, trời thua. Không có miễn bản con này, ít đi 950. Con này là Trung Quốc đời đầu đấy, Trung Quốc đời đầu đấy, 950 thì hơi cao, con này chỉ là 4-500 thôi. Xe đạp MT An Cốt 2,5 triệu thôi. Cái này thì em đã nói rồi, với cái tầm giá 2,5 triệu này mà mua xe trọng sinh thì không còn sự lựa chọn khác đâu. Nếu mà các bác mà nhà có cháu nhỏ học, cần mua xe đi học mà thời gian dịch Corona này thì học hành gì. Đây là không có sự lựa chọn khác trong tầm giá này để cho học sinh đi học, đi học một vài năm học một thay. Tiếp theo này, xe đạp xỉ tận kho, con này là con gì, 5,1 triệu, còn Light Touring, sườn nhôm, phanh gôm, kiểu dáng Touring City 24. Xem nào, nó có mỗi ảnh vậy trời, mỗi ảnh sao mà đánh giá được. Con này con Clyde hiệu Trung Quốc, phanh V 5,1 triệu cũng được, nói chung là mua được. Tiếp theo này, xe đạp An Cốt màu trắng 4,1 triệu mà cấu hình là cái gì, cấu hình là tay gạt trên này, cái tay này là tay cùi nhất nha các bác nhá, cùi nhất trong cái dòng xe đua đấy. Tay gạt trên khơ ghi đông này, phanh là phanh lười chứ không có tác dụng là tay lắc. Thì nói chung là con này để mà 4,1 triệu thì bên em thì các bác cố lên khoảng hơn triệu nữa là các bác có bộ tay lắc tô lây này mà hiệu gian luôn, hẳn hoi luôn. Nó chỉ em chỉ bán tầm hơn 5 triệu thôi là có rồi đấy,
Nhưng còn con Ancode này là cái tay mà cái tay gạt 7 mà lắp ở trên ghi đông này là cùi nhất, cùi gọi là cuối cùng trong cái dòng xe đua luôn đấy. 4,1 triệu mua mới, một con mới 100% Ancode hiệu Trung Quốc, hoặc là có thể cố lên hơn triệu nữa là một con gian tay lắp cũ ở bên nào đó hoặc ở bên em thì ok đúng không ạ? Đó, tầm hơn 5 triệu 6 triệu gì đấy. Xe fix 700c 900.000, con này thì 4-500 cho mua cho mấy cháu học. Mà cái xe fix kia này nó hết mốt rồi. Cái thời nó có cái phim người vận chuyển ở bên Mỹ mà đạp xe bằng fix kia thì nó còn mốt, chứ còn bây giờ nó hết mốt rồi, học sinh nó không chuộng cái xe này. Tiếp theo bán xe đạp bánh 27, cũng là con này là xe đua khỉ gió gì, 1,1 triệu, triệu một. Con này là fix gear lên lip, con này đặt, con này fix gear xong là lắp lip tầng vào. Tại sao biết? Bởi vì em nhìn thấy cái đùi đĩa là biết là đùi sắt này, khung sắt này đấy, rồi cái mỏ này nó không có mỏ, mua cái mỏ bắt vào đấy. Nói chung là cũng mua được, người ta cũng nên đồ mất mấy trăm nghìn rồi, là toàn xe cùi vậy. Kiếm cái xe nào đây, Office Paris này, Office Paris xe bãi Nhật đúng không ạ? Xe này xe bãi Nhật rồi, màu cam, xe tuôn lây 7 lít 3 đĩa 21 tốc độ, phốt là phốt cắm. Phốt cắm là như thế nào, gọi là phốt cắm? Phốt cắm là nó nhỏ và nó có cái ti, có cái ti quả chám nó cắm ở trên xuống mà nó vặn chặt đấy, thì là cái giờ đồng là đời này là đời cổ các bác nhá. Phốt cắm đời cổ lắm, mà có những cái cửa hàng mà em biết á, người ta bán cái con Pozo mà phốt cắm mà người ta bán đến tận 13,8 triệu thì cũng thua luôn ấy. Cái gì nó phải xứng đáng với cái đồng tiền bỏ ra chứ. Con Pozo mà phốt cắm mà bán 13,8 triệu thua luôn. Thành V con này bán bao tiền này? 3,5 triệu. 3,5 triệu là không rẻ không đắt. Đấy. Nói chung là giảm đi mấy trăm thì hợp lý. Để tua lây 7 lít. À, tay vặn này. À, tay vặn thì nó không bằng tay bấm xạ được. Tay vặn thì nó bao giờ nó cũng rẻ tiền hơn tay bấm xạ. Tay vặn là cái tay nó cứ vặn vặn để chuyển số này, không bao giờ bằng tay bấm xạ ấy. Không đắt bằng tay bấm xạ, mà tay bấm xạ nó ngon thì nó chuyển số nó mượt hơn. Tay vặn nó khó, chuyển nó không được mượt bằng như tay bấm xạ. Nhưng mà con này nguyên zin là tay vặn. Chú lại đây là cái hàng bãi Nhật, mà cái hàng đầu mà người ta thải ra ở bên Nhật đấy bác. Mà em có clip em làm rồi đấy. Con này tầm trên dưới 3 triệu là mua được. Có bảo hành thì là mua được. Chinix 2 triệu, gian 680. Ờ, con này mua hợp lý nè. Gian ATX 680 à? Cả phanh cơ à, con này phanh cơ. Cả phanh đĩa cơ, không phải phanh đĩa dầu. Con này thì chính hãng đấy, 3,5 triệu. Nói chung là bác nào mà có cháu học sinh nhà mua con này mới là chuẩn này. Chứ nó sẽ hơn dòng Ancode đấy, hơn dòng Ancode với các cái dòng khác ấy. Gian thì đương nhiên nó phải hơn Ancode rồi. Nhạc hơi to. Tiếp theo này. Thế rồi. Ngẫu nhiên một trang khác này. Ở video cũng dài rồi. Đây, hẹn các bác trong video sau nhé. Em sẽ review một cái các cái xe đạp ở trang khác trong một video sau. Hẹn các bác trong ngày tới. Các bác nhớ đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp đẹp mới nhất mà có ở trên kênh em, hoặc những cái video đánh giá dạng như này dành cho các bác mới chơi xe nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.